hai người lấy nhau khi mà tuổi đời còn khá là trẻ thì họ chưa có ý định là sinh con ngay. Lúc mà hai vợ chồng mà đang chuẩn bị lâm trận thì lúc đó mới phát hiện ra là cái hộp bao cao su đã bị hết. Thì cái anh chồng đấy, anh bạn của anh ấy, lúc ấy đang vội cho nên là không cần biết là nhãn hiệu và cũng không biết là lúc đấy có một cái bao cao su thôi, đúng không, mang về để dùng. Sự thật bất ngờ là hay vạch càng đẹp luôn. Chính xác là và có lúc đấy thì bé rồi. Một trong số những cái sự cố khi mà chúng ta sử dụng chiếc áo mưa cho cậu nhỏ của mình. Và đương nhiên là bao cao su mà bị rách thì nó đâu còn cái tác dụng để bảo vệ gì nữa, đúng không ạ? Thì để khắc phục những cái sự cố đấy thì cùng một lúc đeo hai cái bao cao su một lúc. Mà anh đã có nghe được một câu chuyện rất là thú vị về cái việc mà sử dụng bao cao su của người bạn thân của anh. Đó là bạn của anh thì hai người lấy nhau khi mà tuổi đời còn khá là trẻ thì họ chưa có ý định là sinh con ngay. Người vợ của bạn anh ấy thì có mua một hộp bao cao su khá lớn để dùng dần. Thì lúc mà hai vợ chồng mà đang chuẩn bị lâm trận thì lúc đó mới phát hiện ra là cái hộp bao cao su đã bị hết. Đã hết, đã hết rồi. Để sử dụng rồi. Hết rồi, là không còn gì. Và người chồng thì trong cái tình thế đấy thì đành phải đi ra cái hiệu thuốc để mua một cái hộp bao cao su khác. Đúng rồi, em thấy đây là một cái lựa chọn đúng đắn đấy. Đấy, thì cái anh chồng đấy, anh bạn của anh ấy, lúc ấy đang vội cho nên là không cần biết là nhãn hiệu và cũng không có thời gian để ý. Mua một cái gì cũng được, miễn là lúc đấy có một cái bao cao su thôi, đúng không? Mang về để dùng. Dùng thì hai vợ chồng yêu nhau rất là cuồng nhiệt thì chị vợ ấy, chị đinh ninh rằng là mọi thứ an toàn, chơi đi rất là êm đẹp. Rồi chị chờ đến cái kỳ gọi là kinh nguyệt của chị ấy thì mãi không thấy. Thì lúc này chị ấy cũng lo lắng. Với tâm trạng người phụ nữ khi mà gặp một cái sự chậm trễ của một cái chu kỳ đều đặn như thế thì phải nghĩ ngay đến cái tình huống là mình đã có bầu đúng không ạ? Bởi vì là cái chị này chị quá chủ quan, em hiểu không? Bởi vì khi mà tất cả những cái lần quan hệ của cặp vợ chồng đó đều dùng bao cao su, rất tin tưởng, cho nên là tin tưởng hầu như là tuyệt đối 100% rằng là không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra. Vâng. Đấy, và chị đi mua một cái que thử, nhưng mà có một cái sự thật bất ngờ là hai vạch càng đẹp luôn. Chính xác là và có lúc đấy thì anh chồng và hai vợ chồng của bạn anh đều vô cùng ngạc nhiên. Hai vợ chồng dọn tủ và có sót lại một vài cái bao cao su mà anh chồng mua đã mua vội vàng trong buổi tối ngày hôm đó, đúng không ạ? Thì mới phát hiện rằng cái bao cao su đấy là bao cao su giả và chỉ cần chà sát nhẹ thôi nó đã bị rách rồi. Thì lúc đấy là hai người mới hiểu ra là có thể trong cái quá trình mà hai người yêu nhau một cách cuồng nhiệt ấy thì cái bao cao su đấy nó đã bị rách rồi. Hai vợ chồng sinh đứa con đầu lòng, con trai. Và có một cái thú vị nữa là cái cách đặt tên của hai vợ chồng ấy cho đứa con, đặt tên ở nhà thôi nhưng mà với một cái tên là Gia Bảo. Một tên hay đấy chứ ạ? Gia Bảo nghe rất là mọi người thì ngạc nhiên mà tại sao bình thường người ta đặt tên con ở nhà ấy, thì người ta đặt những cái tên ngộ nghĩnh kiểu như là Bí này, rồi thì Ngô các thứ, Sò Hến gì đấy. Vâng. Đặt tên Gia Bảo nhưng mà chỉ có hai vợ chồng hiểu rằng là đây là kết quả của cái bao giả ấy. Cái câu chuyện nó là như thế. Tức là Gia Bảo ở đây là bao cái nói lái. Đọc ngược lại từ bao giả, đúng không? Đây là câu chuyện khá là thú vị mà chỉ có anh là người bạn thân thì bạn anh mới chia sẻ thôi. Còn đâu cái chuyện thâm cung bí sử chỉ có hai vợ chồng nhà họ biết về nhau thôi. Vâng ạ. Khi mà có cái tên của con thì sẽ nhắc gợi nhớ lại một cái kỷ niệm đó. Vâng, và em nghĩ rằng đây là một cái sự cố, một trong số những cái sự cố khi mà chúng ta sử dụng chiếc áo mưa cho cậu nhỏ của mình. Và đương nhiên là bao cao su mà bị rách thì nó đâu còn cái tác dụng để bảo vệ gì nữa, đúng không ạ? Vâng, và thậm chí anh có biết không, có nhiều người phụ nữ đã từng phải nhập viện bởi vì chiếc bao cao su đấy ạ. Anh có nghĩ rằng như thế không ạ? Chắc là có, bởi vì là anh chưa gặp những trường hợp như thế bao giờ, nhưng mà anh cũng đã từng đọc qua báo chí. Thì ví dụ như là trong những cái cuộc yêu ấy, những cái người đàn ông nếu như là đeo cái bao cao su đấy không đúng cách, hoặc là trong cái quá trình yêu mà họ quá là cuồng nhiệt ấy, thì có thể là sẽ bị tuột cái bao cao su ở trong cái âm hộ của người, đúng rồi, người phụ nữ. Đúng rồi, đúng không? Và chính vì thế nên là đây cũng sẽ là một sự cố mà rất là đáng tiếc xảy ra trong cuộc yêu, bởi vì là chiếc bao cao su. Và ngoài cái việc là do đeo không đúng cách thì em nghĩ còn là do người nam giới không để ý khi mà lựa chọn bao cao su, không lựa chọn vừa kích đúng cỡ. Với kích cỡ của mình nên dẫn đến việc là bị tuột như vậy nữa. Vâng, và đây là những cái sự cố rất là đáng tiếc. Cẩn thận thì rất là tốt, nhưng mà có rất là nhiều trường hợp cẩn thận quá thì nó lại phản tác dụng, giống như câu chuyện của bạn anh. Đến khi mà cậu ta kể cái câu chuyện này ấy, thì cậu ta cũng không hề nghĩ rằng là cái việc làm của cậu ta là bị sai cách. Đó là
cậu ta tâm sự với những người bạn thân ấy, là gần đây thì cậu ta không còn hứng thú nhiều trong những cái cuộc yêu, và cậu nhỏ của bạn anh ấy cảm giác như là hơi bị bí bức khó chịu. Đấy thì đến khi mọi người trêu đùa rằng có phải là cậu nhỏ của bạn anh là có to lên hay không, mà tại sao có khi là to hơn bình thường, và hay là có đi làm những cái cuộc tiểu phẫu thì cho cậu nhỏ nó to lên hay không mà lại cảm giác như là bí bức chật chội như thế. Thì bạn anh mới bảo là không phải là do những cái cuộc tiểu phẫu gì cả, mà là gần đây thì thấy rằng là có nhiều những cặp vợ chồng khi mà chỉ dùng một cái bao cao su thì có tuột rồi thì bị rách. Vâng. Nó xảy ra những cái sự cố, và bạn của anh thì để khắc phục những cái sự cố đấy thì cùng một lúc đeo hai cái bao cao su một lúc. Đeo hai bao cao su để cho an toàn. An toàn thật không anh? Em thấy thế cũng an toàn đấy chứ, bởi vì là nếu mà xét ra thì là sẽ tăng cái độ an toàn lên gấp đôi mà. Đúng rồi. Nhưng mà theo anh được biết thì việc mà sử dụng hai cái bao cao su một lúc đó là không đúng cách, bởi vì khi mà các nhà nghiên cứu họ đã làm ra một cái bao cao su rồi ấy, thì hầu như là cái bao cao su đấy đã đủ để đảm bảo cái sự an toàn rồi. Vâng. Thì cái việc mà chúng ta sử dụng hai cái một lúc thì anh nghĩ rằng là đó là một cái việc làm sai cách.